Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ khắc phục ở trên điện thoại Oppo không nhận cái cổng tai nghe USB Type-C này. Thì các bạn đều biết là hầu hết những cái điện thoại Android cao cấp bây giờ đều bỏ đi cái cổng kết nối tai nghe 3.5 mm từ ngày xưa và chỉ sử dụng chung một cái cổng kết nối, đó là USB Type-C nếu như các bạn muốn kết nối với những cái thiết bị tai nghe mà có dây cắm như thế này. Và trên điện thoại Oppo nếu như mà các bạn mua về và các bạn cắm cái tai nghe USB Type-C vào và nó không nhận. Ở đây mình sẽ có một cái tai nghe và mình sẽ thử cắm vào xem nó có nhận hay không. Thì khi mà mình cắm vào như thế này thì các bạn để ý ở trên màn hình. Đây, nó sẽ không có cái biểu tượng tai nghe, có nghĩa là chiếc điện thoại này chưa nhận tai nghe. Và bây giờ thì mình sẽ thử đổi chiều xem là nó có nhận hay không. Đây, mình sẽ đổi thành chiều ngược lại, mình cắm vào. Các bạn thấy là nó hoàn toàn không nhận tai nghe. Và để chứng minh cho các bạn thấy là cái tai nghe này hoàn toàn hoạt động bình thường thì mình sẽ có thêm một chiếc điện thoại nữa. Đây, mình sẽ có thêm một chiếc điện thoại Xiaomi nữa và mình bật sáng màn hình lên và mình sẽ cắm cái tai nghe này vào. Các bạn thấy là khi mà mình cắm cái tai nghe này vào thì trên chiếc điện thoại Xiaomi nó đã nhận cái biểu tượng tai nghe, có nghĩa là đây, chiếc tai nghe này hoạt động hoàn toàn bình thường. Chứ nó không phải là tai nghe bị hư. Vậy thì tại sao khi mà mình cắm ở trên Oppo thì nó lại không nhận? Thì rất là đơn giản, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách khắc phục cực kỳ là đơn giản ở trên điện thoại Oppo nếu như mà các bạn sử dụng cái tai nghe chuẩn như USB Type-C này và các bạn cắm vào nó không nhận nha. Đây, mình sẽ cắm lại một lần nữa cho các bạn xem. Nó hoàn toàn không nhận cái biểu tượng và tai nghe ở đây. Hoặc là có một số những cái dòng điện thoại, ví dụ như là của Samsung, cái tai nghe này là tai nghe AKG của Samsung, tuy nhiên thì khi mà mình cắm chiếc Samsung thì nó vẫn nhận nhưng nó lại không hiện cái biểu tượng hình tai nghe ở đây. Đây, mình sẽ cắm vào cho các bạn xem. Ở trên Samsung nó cũng hoàn toàn không hiện cái biểu tượng tai nghe nhưng mà nó vẫn nhận. Mình sẽ chứng minh bằng cách là mình sẽ mở TikTok lên cho các bạn xem. Đây, khi mà mình mở TikTok, mình sẽ mở mắc âm lượng lên và mình bật. Đấy, các bạn để ý nha. Khi mình cắm tai nghe vào thì cái phần âm thanh phát ra loa ngoài của điện thoại nó đã không còn nữa, có nghĩa là cái tai nghe này nó đã nhận. Nếu như cái tai nghe nó không nhận hoặc tai nghe bị hư thì khi các bạn mở loa ngoài, các bạn cắm tai nghe vào thì loa nó vẫn phát ở loa ngoài. Vì nó không nhận tai nghe thì điện thoại các bạn nó sẽ hiểu là chúng ta đang sử dụng loa ngoài. Còn khi mà nó nhận tai nghe thì chúng ta cắm vào nó sẽ tắt âm hoàn toàn. Đây, mình sẽ thử rút ra. Đó. Vậy thì tại sao ở trên điện thoại Oppo thì chúng ta cắm nó lại không nhận? Thì rất là đơn giản, trên điện thoại Oppo các bạn cần phải bật cho mình một tính năng này lên. Thì cái tính năng này nó nằm ngay trong cái mục cài đặt của điện thoại. Các bạn vào phần cài đặt, các bạn kéo lên, các bạn chọn cho mình một cái phần đó là cài đặt bổ sung. Đó, ở đây các bạn kéo tiếp lên, nó sẽ có cái mục đó là kết nối OTG. Ở đây nó sẽ ghi rõ là nâng cao khả năng tương thích bằng các thiết bị ngoại vi bao gồm cả tai nghe và ổ USB. Thì mặc định cái phần này nó đang bị tắt đi và khi mà các bạn bật cái phần này lên. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng chính cái tai nghe này, mình cắm vào xem là chuyện gì sẽ xảy ra nha. Đó, lúc này các bạn thấy là cái biểu tượng tai nghe nó đã hiển thị ở đây, có nghĩa là cái điện thoại này nó đã nhận tai nghe và các bạn sử dụng một cách hoàn toàn bình thường. Và khi đó thì cái phần là kết nối OTG này nó đã bị làm mờ đi, có nghĩa là nó đã nhận cái thiết bị là tai nghe của các bạn.